thần tinh và có nhật mua bánh cho cậu hôm nay phải sinh nhật. Anh trâu anh gái chim mọc đít gái đít và wow. Chơi game nhiều quá không mua bánh cho cậu rồi. Ôi giời ơi ngu quá, sao không muốn sinh nhật cậu à? Ôi giời ơi, không có gì tôi thờ mẹ rồi. Bạn làm miếng tôm thôi à? Không cho trứng và gì đấy, không cho thịt bò trứng gì à? Không có nha. Ôi giời ơi, ngu quá, không ăn gì được, ăn cái này đòi vãi. Ê, không thể. Bạn no, bạn không được làm gì, mình yếu quá. Không ăn thì thôi, anh ăn. Được, anh cài lắm. Ăn, đang ngồi ăn. Mà hai anh trước nó không có gì mà tôm cho được. Ăn. Khô. Nó khô đấy, đây. Cho ăn. Anh làm hơi hơi dở đấy mà. Anh và trong đấy rồi nhá. Ừ. Phải cần lúa. Hai đôi lúa. Anh bây giờ lười làm quá kêu quá và công kỳ vào lại. Anh làm dở quá. Đây cái đấy của anh ăn rồi. Đấy, em muốn ăn thì nước nóng còn đấy em. Để lấy đũa khác. Lấy đũa. Ôi, không biết nước bọt của em có cái gì vào. Bọt đũa. Con này trông thì đấy, con này nó béo phì, con này nó gầy lắm. Nuôi gì đấy, con này không phải đôi. Mì trông không cho soy sauce vào á. Ngu thế, cho soy sauce nó ngon lắm. Thôi mẹ, thật ra ăn nó cũng khá khác mì trông bình thường. Mẹ là sao mẹ mua hẳn cái gói mì trộn hào hào ấy. Hơi khô đúng không? Đừng có nhả xuống nhá, anh còn ăn đây. Sao? Sao cho hết rồi này kia? Anh mới thử làm lần đầu. Ăn nữa. Ngu nữa. Cần cho nhiều seasoning quá. Đi giải cay quá. Anh đói quá rồi sao anh ạ? Các gì anh ăn thì là đừng cắm đũa vào. Em lấy một nửa được. Cho nước vào để đỡ. Nào.